cột cái chân này vô với nhau nè, là mỗi bạn là sẽ cột cái chân giữa các bạn. Cái chân cột nó phải vào cái vị trí này ha, đi zig zag đó, rồi đi mất rồi. Qua đây chỗ này là phải đặt chân xuống mạnh không, được không? Rồi đi tiếp qua bên này đó, bộ mình dốc rất rất hai bạn này qua đây qua ai. Ô, xuất sân trên nè, thúng của các em ở bên này nha, thúng các em bên này nha, nhớ nha. Rồi, tập số 2. Rồi, em, hai đứa chơi với nhau đúng không? Tập của các bé ở sau này nha. Nhớ nha, nhớ cái thúng ở đây nha. Rồi, bây giờ, thằng ý, thống giờ. Thêm một cặp nữa, thêm một cặp nữa. Đây nè, đây, đây, đây. Rồi, nhớ nắm tay nha, thật chặt nha, đừng có buồn nha. Ba. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.